thưa quý vị và các bạn sản xuất cây giống luôn được ngành chức năng và các đơn vị sản xuất kinh doanh cây giống chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu canh tác ngày càng gia tăng trên địa bàn tỉnh trong đó vấn đề nâng cao chất lượng cây giống nhằm nâng cao hiệu quả thâm canh trên đồng ruộng và nâng cao giá trị xuất khẩu luôn được quan tâm hàng đầu theo đó, từ đầu năm đến nay, các cơ sở nuôi cấy mô trên địa bàn tỉnh sản xuất trên 37,3 triệu cây giống hoa để phục vụ canh tác trên địa bàn, xuất khẩu 20 triệu cây giống, chiếm 53,6% so với tổng sản lượng cây giống nuôi cấy mô. Giá trị xuất khẩu đạt 6,2 triệu đô la. Hiện nay, toàn tỉnh có 56 tổ chức cá nhân cơ sở nuôi cấy mô, trong đó có 51 cơ sở nuôi cấy mô sản xuất giống rau hoa với 636 box cấy. Các cơ sở này gia công cây giống nuôi cây mô và xuất khẩu sang các nước gồm Bỉ, Ấn Độ, Trung Quốc, Israel, vân v Theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, dự kiến năm 2022, sản lượng cây giống nuôi cấy mô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt 74 triệu cây, trong đó xuất khẩu khoảng 50 triệu cây, với giá trị xuất khẩu đạt 12,7 triệu đô la. Việc sản xuất cây giống cấy mô đảm bảo về chất lượng cây giống, kiểm soát được bệnh tật, từ đó nâng cao hiệu quả canh tác, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ngày càng tăng tại Lâm Đồng.